đủ chỗ. Chỗ là bên đây chỗ. Cái này giống gì hả chú hả? Dép min. Dép min à. Giá đỡ không chú? Nó chốt là cuối cùng nó còn được 86. Dạ, 86 hả? Qua wow, vậy là nếu 86 vậy là của chú cỡ này có giá lại rồi đó chứ, bữa hổm hình như là con nghe nói có 7.000-8.000 gì đó hả? Vậy là của chú cỡ này vậy có giá đỡ lại rồi. Vậy là được 9.000-8.600. Wow, 9.600. Tàn nát đầy qua trời. Trời ơi, ăn này dữ rồi trời. Ăn gì mà nguyên một cái ba con cá. Cúng cô hồn. Cúng cô hồn gì? Ai cúng ai? Cúng cho cô hồn chảnh đó. Cúng cô hồn chảnh. Tao nghe nói tay chân nát hết trơn hả? Hết rồi. Hết chưa? Trời ơi, coi nè quá. Tú lặt qua đây. Coi nè. Rồi, giờ mình có văng máy ra nha. Quá, kế này chạy quá chạy phải vịnh mới được các bạn ơi. Rồi các bạn cùng xem nha. Tiếp tục hôm nay mình quay chiếc máy cắt của là đội sàm nhất miền Tây, đó là đội máy của Thái miền Tây. Đó, còn đây là tâm mát nha các bạn. Đó, hôm nay mình có giang chiếc máy kéo mình đi luôn. Rồi hôm nay mình ra mình quay chiếc quay anh bạn già mình tan nát đời qua hết trơn. Trời ơi, ăn này dữ trời. Ăn gì mà nguyên một cái ba con cá. Cúng cô hồn. Cúng cô hồn gì? Ai cúng ai? Cúng cho cô hồn chảnh. Cúng cô hồn chảnh. Tao nghe nói tay chân nát hết trơn hả? Hết rồi. Hết chưa? Trời ơi, coi nè các bạn. Tú lặt qua đây. Coi nè. Rồi, giờ mình có giang máy ra nha. Quá, kế này chạy quá chạy phải vịnh mới được các bạn ơi. Cao dữ vậy, cao dữ vậy ba, được không? Thầy cha, rồi giọt các bạn, đó, coi lúa nó gặp rồi nè.
con sưng này các bạn biết rồi, tắt cái phun ra trước từ. Ở bên đây cây 70. Chú gỗ ngồi nhóc có chân luôn. Rồi mình tới tới máy rồi. Thái bằng tay nha các bạn. Tiếp tục thái bằng tay. Đang hút lúa sập. Quá sập luôn. Mấy cách thái bằng tay thì mình cũng có chia sẻ nhiều cho các bạn xem nha. Hôm nay gặp thì mình quay lại cho các bạn xem. Thái bằng tay không có xài thanh đập nữa nha các bạn. Thái bằng tay xài xài như là bông thùng suốt. Chạy bao ra lúa, bao ập gần luôn. Hôm nay ở đâu mà lụm được cái áo ác như trời. Ủa kìa. Trời ơi trời, như con beo luôn ông nội. Thái beo, thái beo. Thấy đâu mà lụm được cái áo nó mặc dồn với con beo đi trời. Lúa sập hút thấy mê không? Vậy kìa. Như con beo luôn. Wow, vậy là mấy làm đâu nữa rồi. Thấy mình tay cũng xong miếng này à. Đây các bạn, quà thái bằng tay chế quạt gió nè. Đã không? Khí heo bữa nay hứng các bạn. Quá bự luôn. Cái này giống lúa gì không biết chứ. Chắc ta này thơm quá. Rồi em đẩy mình xuống thay đổi với anh già. Anh già lên đứng. Sao khí heo. Hai này hút. Nghe tiếng phải ru à. Tụi mấy tháng tay các bạn biết rồi, để đắt chập đạt lắm nha. Dưới xài cái loại thanh đập này đó các bạn, bao trúng cá luôn. Bụi nó ra kìa các bạn, đông sưng nè. Hết hồn bụi luôn. Ở đây hình như mình thấy tới 3 cây nha các bạn. Một cây 100 của Thái miền Tây cùng với là 2 cây 70 của đội bạn chạy kế bên. Bụi. Là chi chú ruộng kìa. Cầm cái gì trời. Rượu hay nước cha. Bởi con chuyện rồi. Rượu quá. Bồ nước nước. Nước chứ cái gì á. Rồi đem
đem nước ra uống. Nước hay rượu? Nước. Tưởng đâu rượu chứ. Rồi, ngoài màn tới luôn. Rồi, đang chạy xuống nha các bạn. Quá ủ rồi, dính lử luôn ha. Lúa này nó sập gồm gồm hết luôn nha các bạn. Làm như nó tới thời kỳ rồi là nó bắt đầu nó sập. Cái dàn lá đại nó hư hết rồi. Đại làm như nó chín tới thời kỳ nó rồi nó hư hết. Đấy bụi. Chín bụi. Quá trời luôn, cái này mà hứng dưới gió một cái ngọt luôn, thở không kẹp luôn. Một hai lam nó cũng trong rồi. Dòng nữa là xong. Rồi đợi máy kéo qua các bạn. Đây là chủ ruộng nha. Đói sao ăn cơm dữ vậy? Đói à? Đói mà nó cử một cái không đói. Sáng con cử một á. Đây đảo ra luôn rồi. Sáng ăn nhiều vô mà sáng dạng con cử à. Tại lại trễ chứ tốt lành gì. Có ra ăn đâu. Đừng ra ăn đâu được, được mà. Vậy hả? Cái lưỡi số gì vậy? Nó cũng lọt sọt đủ thứ, đủ chỗ. Cái này giống gì hả chú hả? Giáp min. Giáp min ạ. Giá đỡ không chú? Nó chốt là cuối cùng nó còn được 86. Dạ, 86 hả? Wow, vậy là nếu 86 vậy là của chú cỡ này có giá lại rồi đó chứ. Bữa hổm hình như là con nghe nói có 7.000-8.000 gì đó hả? Vậy là của chú cỡ này vậy có giá đỡ lại rồi. Vậy được 8.600. Wow, 9.600 gì im rồi. Giáp min. Vậy là hiện tại là giáp min giá được 8.600 đó nha các bạn. Giáp min mà nó tới thời kỳ thì nó mềm mềm vậy nè. Trúng bà cố luôn nha. Năm nay thấy ai cũng trúng hết trơn, cũng quá mừng luôn.
năm nay phải được giá đứng như lúc đầu là quá trời ngon luôn chú ha. Mấy ông lái này ông dự đón đồ mà hồi mới rồi sộ. Dạ. Đầu thì cũng nhỏ là 9.000 nè. Dạ. Chiếc bên này là lúc đầu cũng 9.000 chú ha. 9.000 mà tới giờ thì mình ở thu về được là 8.600 vậy là ngon rồi. Vậy là của chú có giá nhiều lắm rồi. Bữa hổm con cũng quay máy này nó cắt cũng giúp min ở đồng 5 tỷ đó có 8.000. Bữa hổm của bác hai đó 8.000 phải không đại ha? Ở đây được 8.600 là quá ngon luôn. Đỡ hơn nhiều. Hả? Ừ. Vậy đó hả? Hình như là nó có đòi 7.900 gì nữa phải không? Số lượng nhiều mới lấy 8.000. Ở đây được 86 thì quá ngon rồi, im hơn nhiều lắm rồi. Tới 600 đồng lận mà. Chứ cỡ này nó cũng muốn hết vụ đó chú. Rồi nó nhín lại đó. Mới lên 2-3 bữa nay. Ừ. Cái thằng bỏ công 500, tính kia nó nhiều rồi, nó nói đủ mà 500 nó mướn phơi là dư rồi. À. Rồi nó chốt lại đấy. À, vậy là tính bỏ cọc hả? Nó tính bỏ cọc rồi đó. Dạ. Rồi thương lượng lại. À, tính bỏ cọc rồi thương lượng lại ha. Vậy là chịu lại là giá 8.600 lại. Ừ, vậy là quá mừng cho mình rồi. Được 8.600 lên lại thì quá mừng rồi. Xã của thành Thành Bình đó chú. Đây xã Thành Bình các bạn. Hết bao. Hết bao chạy, chú ruộng chạy đi lấy bao các bạn, hết bao. Có gì ạ? À, quay phim ở tên gì anh? Tên Phan Quốc Hải. Quá trúng rồi, đồ dự định bao thiếu bao luôn, quá dữ. Đem bao nhiêu bao vậy là nếu như mà đẻ ra bao là ngoài dự đoán mình rồi đó. Vậy là lúa trúng rồi. Lúa trúng mà thêm ngay lúc mà được lên giá lại nữa quá mừng luôn. Thì năm nay ai cũng trúng hết trơn mà từ tệ cũng tầm tấn ăn lên hết trơn hả chú ha. Năm nay. Dạ. Bởi vì tấn cho lên hết. Hồi bữa hổm quay cái cô kia ở bên kia bà nói nào giờ là bà làm chưa biết vô tấn mà năm nay bà làm được vô tấn luôn. Trong đời bà nói trong đời đó giờ mới làm năm nay được lúa vô tấn. Rồi còn làm này nữa là cũng đã xong rồi, cuộn lên cuộn xuống nữa. Vô tấn là khỏe lắm. Dạ. Vì là có 2 vụ mà. Ồ, vậy đó ha. Ồ, vậy đó 2 vụ hả? Ủa, cái chỗ này con thấy lưu thông là cũng thoải mái gì mình làm có 2 vụ uổng nghe ta. Không, tới mùa nước là dữ lắm à. Đó cái mất nước đó. Vậy là mình ở đây thấp hả chú ha? Thấp. Không ổng. Dạ. Rồi vậy là 1 năm mình chỉ có được 2 vụ thôi. Phải rồi, nếu 2 vụ là nó dễ trúng lắm. 2 vụ là vụ đông xuân này trúng mập luôn á. Tại cái vụ nước mình bỏ lâu cái bù sa nó nhiều. Đúng rồi. Dạ.